Hello, xin chào buổi tối cả nhà nha. Rồi, em lên một con này vui vẻ trước nha cả nhà. Một em đồng hồ Casio cảm ứng nha. Cảm ứng bằng tâm luôn mới chịu. Đây, nút bắt nè. Đó. Báo thức nè. Đó. Em bán vui vẻ cho cả nhà 430 bao ship nha. 5 báo thức vừa một báo tiếng nha cả nhà. Đó, bắt nè. Đếm ngược nè cả nhà. Đấy. Dừng nè, reset nè, còn lại bóng giờ thể thao nè, đó đèn nè cả nhà, đó, thấy không, thấy đèn không, thật sự là à, cảm ứng nè. Tòa tay em bự quá, mất công em che màn hình nên em lấy cái tâm em quay cả nhà coi chơi đó, gì nó còn có tiếng Nhật luôn nè, chạy chạy luôn, nó còn cả số điện thoại như Tepco gì của người trước nè cả nhà, đó nè tiếng Nhật luôn nè, đó, hai số điện thoại mình có thể điều chỉnh sửa được luôn nha cả nhà, đó input nè, nhập vô nè, đó, thôi bắt về đi. Bốn trăm ba bao ship nha cả nhà, lịch vạn niên luôn. Rồi size của nó là 35, càng là 44 nha, đọc lại nha, hàng cổ luôn nha, nè sản xuất tại Nhật nha cả nhà. Rồi đây cả nhà ơi, một em cóc con nha, Casio nè, cóc nè, đó sản xuất tại Nhật này, giáp ban A nè, cóc con Frogman gì nè đó, 480 bao ship nha, đó, đầy đủ chức năng luôn nha, đó, rất là độc luôn nha cả nhà. Còn đây là đèn nè, đó, khung bằng thép nha, đáy xoáy nha, bình thường là hả, hàng thường là nó bắt bốn con ốc, còn này đáy xoáy nha, hàng xịn nha cả nhà, mà em bán chỉ có 480 thôi. Đo ngang nè 42, con này con cóc này mà gờ sóc á, giá rất là cao nha, đó lịch vạn niên luôn nè, chống nước rồi nè, có lặn diver time nè, diver time nè, lặn bao nhiêu thời gian lặn nè, đó còn đèn tự động luôn nha cả nhà, con cá mập nè, đó còn đèn tự động luôn nè, sản xuất tại Nhật nha, độc lạ luôn nha, lịch vạn niên luôn, đó nguyên rin luôn nha, nguyên rin không sức mẻ gì luôn, có màu nó như vậy nha, hàng xịn như cả nhà, rất là nặng luôn nha, nhìn vậy rất là nặng nha, đó, Frostman có nghĩa là dòng lặn, dòng này là dòng lặn luôn nha, đáy xoáy nè, đáy xoáy nó chống nước tốt hơn đáy bằng ốc nha, đó, Diver nè, Diver 200 m nè. Rồi em qua con khác nha cả nhà. Đó, để đây đi. Rồi em lên cho cả nhà một con này đi, Seiko nha. Đó. Nhìn thì cả nhà không thấy gì đặc biệt đúng không? Size 39.2 chưa núm đi. Nếu mà cả núm là 43, càng là 44, dây thép đúc, dây khóa bấm thép đúc luôn nha. Đó, kính sapphire, dạ quang nè, đây cả nhà ơi, ỏ dạ quang nè, khủng khiếp chưa, trời ơi 780.000 bao ship nha cả nhà, Seiko nha, kính sapphire nè, đó rất là đẹp luôn nha cả nhà nè,
Rồi em làm lại nè. Đó, cực sáng luôn, sáng như đèn là vậy nha. Phiêu ghia là dòng quân đội nha. Seiko phiêu ghia full thép. Kính sapphire niền nè, niền cứng. Đó, dây thì bao dài luôn, dây mới mà cả nhà. Dây mới chưa cắt mắt luôn nha. Rồi thôi em qua con khác nha cả nhà. Đây em có một con đồng hồ Casio nè. Đó, rất là đẹp luôn, chỉ 330 bao ship thôi nha cả nhà. Đèn nè, chuông nè, quên. Đó, có hai cái bảo vệ nè, dây nguyên rin luôn nè cả nhà. Rồi em lên tiếp một con đồng hồ Casio nè. Đó, G sóc à, không, Rolex pin năng lượng có hai cảm biến nè. Đó, cục cảm biến nè cả nhà, độc lạ luôn nha. Dữ liệu nè, gì mét rồi nè, bấm giờ thể thao nè, đếm ngược thể thao, báo thức, 5 báo thức và một báo tiếng nha. Thời gian lịch vạn niên. Rồi còn đây là cảm biến nè, baro có nghĩa là áp suất không khí nha cả nhà, áp suất không khí nè, và độ C đó. Đó, áp suất không khí là 1011 nè, có biểu đồ nữa nè. Còn nút này nút đèn nha. Đó, đèn xanh. Rồi đây là độ cao nước biển, độ cao mực nước biển là pin năng lượng nha cả nhà. Đó, khung bằng thép nè, sản xuất Thái Lan nha. Size của nó đo ngang là 46, con này cực kỳ hiếm luôn em. Trước giờ nếu mà những người mà khách nào mà hay coi của em á thì ít thấy con này lắm nha, không thấy luôn, đây là lần đầu tiên em lên luôn á. Đó. Đó, có đèn tự động luôn nha cả nhà. À, lên tay nè, trời ơi, bao ngầu luôn, bao ngầu luôn nha cả nhà. Khung thép bằng thép nha, thun thép dây nhựa nè, nguyên rin từ A đến Z luôn. 680 bao ship nha, pin năng lượng nha cả nhà, xài mình cứ xài hoài không hết pin luôn. Rồi hết mấy con rồi nha. Rồi em qua một con mặt đỏ này đi, em sale vốn cho cả nhà luôn. Con này là của Citizen nha, Citizen hàng cổ luôn nha cả nhà, full thép nguyên rin, đèn chuông đồ đầy đủ, sản xuất tại Nhật, hàng cổ nha. Đó, đây là nút đèn nè cả nhà. Đó, rất là sáng luôn. Đó, có báo thức 1, 2, bấm giờ thể thao, đếm ngược thể thao, giờ song song. Còn đây là lịch vạn niên. Đó, size ngang như 40, full thép nha, full thép 450 bao ship nha cả nhà. Đó, 450 bao ship nha. Rồi một em đồng hồ, đây là một em đồng hồ để tập thể thao nha cả nhà. Báo thức, lịch hoàng niên, độc lạ nha, sản xuất tại Nhật nha cả nhà. Em bán cho cả nhà 380 bao ship thôi nha, 380 thôi nha cả nhà. Đó, có 1, 2, 3, 4 nút. Đó, dây nè, dây cổ nguyên rin luôn. Trời ơi, đó, để rin Casio nè. Đó, nguyên rin luôn nha cả nhà, chỉ có 380 bao ship rồi. Đo ngang hả, 39 nha. Rồi em lên tiếp. Rồi em lên tiếp một con đồng hồ Oren bát quái nha. Con này 980 bao ship luôn nha cả nhà, thép đúc,
niềng xoay, rồi niềng xoay mượt đâu tanh tách luôn cả nhà ơi. Size đo ngang cả nấm là ba à, chưa nấm là 39 nè, cả nấm là 42. Dây có đề mi, dây thép đúc có đề mi. Dây nè, nếu mà em gỡ hết tăng đưa nè, có tăng đưa độc lạ nè. Thì đủ tay 19 nha, đủ tay anh em nào. À không, 19 đổ về nha cả nhà. Đủ 19 đổ về nha. Dây thép đúc hộp anh em nào tay vừa và nhỏ. Oren bát quái. Dòng lặn 200 m. Đáy xoáy nấm gỗ chai, niềng xoay, dạ quang em đảm bảo là ghiền luôn. Trời ơi, khóc luôn cả nhà ơi, sáng trưng. Sáng lâu lắm nha cả nhà. Orange watch quái 980 bao ship nha. Đó. Rồi, một em đồng hồ Casio Multiband 6. Đó, dòng này em bán rất là chạy lô hàng luôn nha, trên kênh của em. Dòng này đeo là không cần phải hay pin luôn. Rất là nhiều chức năng. Đó, mình sạc tầm vài tiếng thôi là mình xài hả bấy bá luôn, chức năng hả đổ chuông nè. Mỗi tiếng báo một lần nè, nó có hiển thị mức pin cho cả nhà biết luôn. Đó, giờ thế giới xem 24 giờ trên thế giới. Năm báo thức và báo tiếng, bấm giờ thể thao, đếm ngược thể thao luôn. Công năng quá trời. Nè, lịch vạn niên luôn. Đèn nè, dạ quang nè. Đó, dây rút nè. Cũng dài cũng ngắn như tùy, ví dụ mình đeo mình chán cái mình cho lại người ta đeo cũng được luôn. Đó. Pin hả trâu bò, gọi là cục vàng trâu bò luôn nha cả nhà. Cực trâu. Đó, dòng này đời mới nữa, Multiband 6. Đó, chị em bán chỉ có 780 bao ship thôi. Nè, rất là đẹp luôn. Em quay sát cho cả nhà xem nè. Cực kỳ đẹp luôn nè. Phơm mỏng, dây rút, dây thép không rỉ luôn nha. Đó. Rồi em lên một con đỉnh nhất trong video ngày hôm nay nha. Một em đồng hồ Ý, diesel của Ý nha. Đó, để coi. Diesel của Ý, dạ quang nè, rất là sáng luôn, hai ô lịch. Và đặc biệt con này chạy máy Thụy Sĩ nha cả nhà. Chạy máy Thụy Sĩ nha. Đó, dây đinh nha. 1 2 3 4 5, bên đây cũng vậy, 1 2 3 4 5. Dây đủ tay 19 đổ về nha cả nhà. Trời ơi. Em bán 1680 lần nha cả nhà. Dây 19 đổ về 1680 nha. Size đo ngang chưa nấm là 41.3. Cả nấm là 42.4. Càng là 53.6, nó 1680 lần nha cả nhà. Thụy Sĩ nha. Diesel Thụy Sĩ. Đó, mặt hai lồng nè. Rất là đẹp luôn. Ừ, thương hiệu của Ý mà chạy máy của Thụy Sĩ là xịn lắm nha cả nhà. Cực xịn luôn. Đó, dây đinh nè. Rồi, em đố cả nhà tìm được con thứ hai, thứ ba hiện tại luôn. Đó, lúc trước em có một con. Đó. Mà con này hình như là đẹp hơn nè. Đó. Dây đinh nè, dây thép đúc. Mà dây đinh nha, đáy xoáy nè cả nhà. Nè. Cả nhà lên sợt nha. DZ1080. Chống nước 100 m, đáy xoáy. Nấm rin, khóa rin. Đó. Đây. Đẹp không? Bao ngầu luôn. Rất là đầm tay, bao nặng luôn. Đó, đeo sướng. Đeo đồng hồ phải nặng để cho có cảm giác là mình có đeo đúng không? Còn ai thích nhẹ thì đeo dòng khác mỏng. Rồi, em có một con đồng hồ. Đây, em có một con đồng hồ nè cả nhà. Thông minh. Đồng hồ thông minh nha, cảm ứng. Đó, đo nhịp tim, đo oxy, đo huyết áp tùm lum luôn. Size 39 ngang, càng 45. Dây nè. Đó, một em duy nhất nha.
dây 500, 350 bao ship kèm sạc, kết nối điện thoại, kết nối điện thoại luôn. Còn đây là bản thường nha, bản thường này là new nguyên hộp luôn, 330 bao ship nha cả nhà. Này là em lấy em quay, em có cài thử hình nền bằng điện thoại nè, thấy chưa? Đó, là cảm ứng nè, rất là nhiều gia vị diện luôn nè, có danh có điện có tiếng Việt luôn. Ba trăm ba cả nhà. Đó, huyết áp nè, đó, có nhắc nhở tập luyện, có báo thức, có bấm giờ thể thao này kia đầy đủ, có thông báo Facebook, có nghe gọi bằng Bluetooth nè, tùm lum chức năng luôn nha, có kết nối điện thoại không qua app luôn nha cả nhà. Đây cả nhà, có app quản lý luôn, chỉ có 330 thôi. Đó, app quản lý thay đổi hình nền, nhắc nhở đường tập, nhịp tim, theo dõi giấc ngủ, điện tâm đồ tùm lum nha, new luôn nha cả nhà, 330 bao ship nha, nguyên hộp luôn, new chưa sử dụng luôn nha. Lỗi là em đổi, không phải nói nhiều, không sửa, lỗi là đổi. Nút nguồn nè, đó, 330 nha. Đây em mới về thêm nhiều dây nha, cả nhà ủng hộ em nha, dây 20 đầu bằng đó, dây này là xịn nhất bên em nè, 330 bao ship nha, new 100% kèm tuôn luôn. Kèm tuôn luôn nha, dây nè, có khóa gài nè, đeo cực kỳ sướng luôn, cực kỳ ôm tay luôn nha các nhà, 330 nha. Này đầu bằng ôm đó, còn này ôm, nó ôm vô tay là đeo rất là sướng, không nặng không nhẹ, đúc luôn nha đó, đeo cực sướng luôn, tay nhỏ tay dài tay ngắn gì đó, được hết nha, 330. Còn loại này 280 nha cả nhà, loại này 280, dây khóa bướm cũng size 20 luôn nha. Dây là có đề mi nè, con này đề mi vàng, dây bạc đề mi vàng, khóa bướm xịn sò luôn. Đó, bung ra nè, khâu vô nè, gắn lại nè, khép đúc nè, đầu bằng và có đầu ôm luôn, dây 20 nha, kèm theo hả, mở khóa dây luôn, mở mắt dây nha cả nhà. Đó, không nặng không nhẹ, đeo cũng sướng lắm nha cả nhà, đeo sướng lắm nha. Chỉ có 280 một bộ, bao ship luôn, tận nơi luôn, tự anh em khui siêu ra luôn. Còn dây này em đang sale còn 230 nha, cũng khép đúc nha cả nhà, hàng new luôn nha. Nè, khóa bấm nè, đó, gắn vô nè, cực sướng luôn, 230 nha. Anh em mua đồng hồ cũ dây ngắn quá hay xấu quá hay lên dây cho nó đẹp nha cả nhà, đồng hồ đẹp thì mặt đẹp dây cũng phải đẹp nha. Rồi em vẫn còn bán mấy cào râu nha, con này thuộc dạng là nồi đồng đồng cối đá luôn nha cả nhà, cực bền luôn nè, có cắm sạc nè, chỉ có 170 bao ship nguyên hộp luôn nha cả nhà, nguyên hộp luôn, 170 bao ship còn nguyên siêu nè cả nhà. Đó, cả nhà về tự khui nha. Đó, pin hả, cực trâu luôn nè, em xài bữa giờ chưa sạc luôn, em thề luôn đó. Lưỡi dao thì tự mài nè, nút bấm nè, có đèn nè, có đèn đây luôn nha các nhà, lúc mình sạc có đèn luôn nha. Nè, có nắp bảo vệ nè, nè không tin cả nhà, em để bằng chứng đây, râu nè em đang xài luôn nè đó, mình xài chi lưỡi dao kia nè. Đó, lưỡi nó có độ nhúng nha, nè độ nhúng độ đàn hồi á cả nhà, đó lưỡi dao tự mài luôn đó, 170 bao ship thôi. Rồi thôi em xin hết nha, em xin chào cả nhà nha.